Nhà đất Ngọc Hoa rất hoan chào đón khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ngọc Hoa cũng như website fanpage nhà đất Ngọc Hoa.vn. Và buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu đến khách hàng một căn nhà phố có một mức giá rất là rẻ nha quý khách hàng, chỉ dưới 5 tỷ nha quý khách hàng. Đó, dưới 5 tỷ. Và đây là một căn nhà được gia chủ thiết kế rất là nhiều phòng ngủ này, và thiết kế chủ khách hàng đó là full nội thất rồi. Đó, quý khách hàng có thể thấy này, một căn nhà rất là đẹp. Và đây là mặt tiền chính của chúng ta. Đó, quý khách hàng có thể thấy mặt tiền thì gia chủ thiết kế theo một kiến trúc rất là hiện đại của nhà phố của năm 2020. Và căn nhà này thì có một diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 10m, diện tích chính xác. Và diện tích của lô đất này đó là 40m2 và diện tích sử dụng của 3 lầu đó là 120m2 nha quý khách hàng. Và căn nhà này được gia chủ thiết kế đó là một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ và có 4 nhà vệ sinh nha quý khách hàng. Đó. Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng tham quan con đường đi vào của chúng ta nha. Và đây là vị trí trước nhà của chúng ta, đó là một con đường, đó là đường Nguyễn Duy Cung. Thì tại vị trí này thì chúng ta chỉ cắt 300m thôi thì chúng ta đã ra được trục chính của đường Phan Huyết rồi nha. Đó, nhà cũng là thể làm một sẹt. Đó, và đây là một con đường đi vào của chúng ta này. Đó, quý khách hàng có thấy hẻm trước nhà của chúng ta thì rất là thông thoáng. Một con hẻm trước nhà đó là 4m, quý khách hàng có thể di chuyển sơ vào đến nhà nha. Đó, nằm trong một khu nhà thì là rất là an ninh nha quý khách hàng. Đó, và đây là khu vực nhà phố của chúng ta. Đó, một căn nhà thì có giá đó là 4 tỷ 950 triệu đồng và giá thì rất là rẻ. 5 phòng ngủ thiết kế cho khách hàng đó là full nội thất rồi. Và căn nhà này là có hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng phong thủy đông tứ trạch như khách hàng. Đó, mặt tiền thì thiết kế cực kỳ xinh xắn. Cục phía ngoài thì gia chủ thiết kế cho khách hàng đó là có cục ban công đua ra. Đó, phía trên đó là đúc thì 3 tấm rất là kiên cố. Rồi, thì bây giờ xin mời khách hàng cùng theo xin em cùng di chuyển phía trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nhé. Và thì ngay khi bước vào bên trong đây thì bên tay trái của khách hàng thì chúng ta có một bộ ghế sofa gia chủ thiết kế cho khách hàng. Đó, một bộ ghế sofa có giá trị đến 30 triệu đồng. Xung quanh tường thì chúng ta có gia chủ thiết kế ốp chúng ta những miếng nhựa giả gỗ rất là sang trọng và rất là hiện đại. Và đây thì chúng ta khu phòng khách có một cái quạt này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Và đây thì quý khách hàng có thể thấy xung quanh tường thì hai bên thì gia chủ ốp nẹt nhựa rất là sang trọng như quý khách hàng. Đó, phòng khách thì rất là rộng rãi luôn. Đó, quý khách hàng có thể để xe gắn máy tại ở đây đều được nha. Căn nhà này thì cực kỳ là yên tĩnh nha quý khách hàng, nằm trong một con hẻm một sẹt của đường Nguyễn Duy Cung. Đó, và tại vị trí này thì quý khách hàng chỉ cắt 300m chúng ta đã ra được đường. Và căn nhà này thì giáp bên với Phan Huyết với Quang Trung như quý khách hàng. Đó, và bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng di chuyển bên trong, chúng ta cùng tham quan. Cục phòng bếp này có một bộ bàn ăn 4 ghế. Có không gian tủ bếp thì gia chủ thiết kế cho khách hàng đó là được làm từ gỗ tự nhiên, gỗ sồi. Mặt đá thì lót đá hoa cương. Ở phía bên trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng thật cao thì rất là đẹp rồi. Ở bên tay phải của khách hàng đây thì chúng ta có những kệ này. Đó, gia chủ trồng cây chút hàng trở nên căn phòng khách với phòng bếp trở nên thông thoáng hơn. Và đặc biệt cầu thang thì áp sát vào bên tay phải của khách hàng đây. Đó, phía sau nhà thì chúng ta có cuộc nhà vệ sinh nhà tắm thì gia chủ thiết kế cho khách hàng rồi. Đó, nhà vệ sinh này các thương hiệu đó là thương hiệu của Aqua. Đó, gia chủ đầu tư thì các nhà vệ sinh nhập khẩu. Một căn nhà có một diện tích ngang 4, độ dài là 10. Đây là một diện tích chính xác như thế này. À, không như một bên môi giới nào khác, người ta thường đồn khổ lên một căn nhà thì sẽ
cao hơn, diện tích ngang rộng hơn này và chiều dài sâu hơn. Đó, và đây là một diện tích chính xác chủ nhà đưa cho em, đó là ngang 4, độ dài đó là 10. Rồi, chúng ta cùng mở di chuyển lên khu vực cầu thang. Đó, đây là khu vực lầu 1 này. Thì ở phía ngoài đây thì chúng ta có một hành lang đi này, nó rất là rộng rồi. Và đây là khu phòng ngủ. Phòng ngủ này thì chúng ta có thể thấy thì ở phía ngoài đây chúng ta có một bộ cửa gỗ này. Đó, sàn nhà thì được thiết kế đó là gỗ tự nhiên. Ở đây thì chúng ta có giường, tủ quần áo. Đó, ra chủ thiết kế sẵn cho khách hàng rồi. Xung quanh tường thì chúng ta có dán giấy dán tường. Đó, một căn phòng ngủ đầu tiên của chúng ta. À, cùng tiến vào khu vực giữa nhà, chúng ta có nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà vệ sinh này, và vòi tắm massage này. Đó. Đó, đây thì gia chủ thiết kế dán với khách hàng những mẫu đá này, nhựa giả đá này, rất là đẹp nha quý khách hàng và rất là sang trọng. Và đây là khu phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này thì rộng hơn, chúng ta cũng có đầy đủ nội thất luôn. Và đây là căn nhà giá cực kỳ là rẻ nha quý khách hàng. Quý khách hàng có thể thấy này. Đó, phòng ngủ này, tủ quần áo, đèn điện. Ở phía trước chúng ta có khu vực ban công. Mở cửa ra đi xó đều được nha quý khách hàng. Rồi, thì bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo chân em cùng di chuyển tiếp lên khu vực lầu 2, chúng ta cùng tham quan luôn nha. Đây là khu vực lầu 2, cũng có hai phòng ngủ. Các phòng ngủ thì đều có nội thất, giường, tủ quần áo. Sàn thì nhà thì được lót bằng gỗ luôn. Có dây dán tường. Và giá thì căn nhà này thì quý khách hàng có thể thấy là ngang 4, dài 10. Diện tích sử dụng đó là 40. Và giá thì đang rao bán với giá đó là 4.950.000.000. Giá này thì đang còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Và đây là khu phòng ngủ thứ 4. Thì nhà của chúng ta thì có 5 phòng ngủ. Thì em đang quay phòng ngủ thứ 4. Thì hai phòng ngủ thì này thì rất là rộng rãi như quý khách hàng. Chúng ta cùng tiếp tục di chuyển lên khu vực sân thượng, chúng ta cùng tham quan. Và đây là khu vực nhà vệ sinh tại lầu 3. Cái này lại thấy 4 nhà vệ sinh, 5 phòng ngủ. Đó, đây là khu phòng ngủ của chúng ta. Phòng này thì quý khách hàng có thể làm khu phòng thờ này. Và nếu quý khách hàng có thể thiết kế phòng ngủ đều được. Đó. Và đây là một căn nhà giá rẻ như quý hàng, thích hợp cho quý hàng nào mua đầu tư này, cho thuê thì rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta chỉ cần mua cho thuê thôi, tầm 2 năm thôi thì quý hàng cũng có một số vốn rồi. Đây là một căn nhà thì rất là rẻ theo bên nhà đất Ngọc Hoa chia sẻ đến quý hàng. Đó. Và đây là khu sân thượng này, ban công phía trước. Đó. Một khu nhà phố thì quý hàng có thể thấy thì cực kỳ là an ninh rồi. Chiều đến thì rất là yên tĩnh. Đó, quý hàng có thể thấy. Và tại vị trí này chúng ta một đường này thì quý hàng có thể đi thẳng ra đường Quang Trung được nha, mà một đường chúng ta có thể di chuyển ra đường Phan Huất đều được nha. Rồi, và em xin nhắc lại, và căn nhà này có diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 10, thiết kế đó là một trệt 3 lầu, và giá thì gia chủ đang chờ bán căn nhà này với giá đó là 4.950.000.000. Và căn nhà này là có hướng đông nam, phù hợp với hàng phong thủy đông tứ chặt. Rồi, và quý khách hàng nào đang coi video này và thích video này thì hãy nhớ đăng ký kênh này, like và chia sẻ đến cho mọi người cùng biết nha. Và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác.